chị? Nếu mình đi luôn à? Lúc đó xin em di chuyển cũng được mà, sao đâu. Tìm hiểu là muốn bị đóng cục lại. Đào à? Sợ hồi tối ai chứ lâu à? Thế chi mà ra má kinh luôn, mất đầu em tưởng là tiếng chó kêu luôn á, em bị chó kinh ghê. Được được được, ui rồi kêu ở chỗ số mình nhớ đâu có ấy, chập nằm lại nằm im nghe, ui thế dễ sợ. Trời ơi, vẫn ưu này mà. Đúng vàng. Mình xin xem. Em dỡ cái nắp này giùm chị cái này. Mà chị trông bệnh nặng nha. Đưa thang này. Cái nắp đây chị, nắp thẳng này, thẳng lên này, có hai cục chỗ này, từ từ em đi theo không? Này vừa lâu lại đây xí là được. Xin chào anh xem ạ.
bất chấp. Như bụng đi qua đây đứng này, đứng nữa qua bên kia. Cố gắng em nghe. Để vô tâm này chứ. Có cầu lòng rồi nhỉ. Khuyên mãi. Bé bị này lâu vậy? Hồi xưa nó bị nhỏ nhỏ chị. Bây giờ nó to lên. Em có định đi khám hoặc là đi chi không? Dạ cũng không. Tại sao em nghĩ là đi nặng? Hồi trước là em có hỏi chị rồi, nhưng mà dịch em chưa ra được á. Là vì mụn này không phải ai cũng năng được đâu. Người ta không biết á. Có những cái bình thường nữa chứ hầu người bị không nói từ mình tôi luôn. Nói tôi nghe sợ. Bệnh viện nhiều khi khám xong rồi qua vậy làm cái hết trơn bình thường. Có cái cục nữa đó, cục u bình thường thôi. Mà chỗ cổ kìa, keo bị cái hạch này hạch kia rồi. Đi mổ rồi, có kiểu đi qua chị. Bé nó cũng sợ không chịu làm, cái ta giả điên. Để chị cầm chị coi thôi, người ta chích luôn. Chứ không là hắn không cho. Xui xa trời. Hắn vàng mà hắn bị mướt á. Mỡ, đi như mỡ. Nên tích tụ lại lâu ngày. Này cục nè, cục nè. Cái nữa đi. Cái này.